Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Châu Trang Người Miền Tây. Hôm nay mình chia sẻ với các bạn đó là cái hô biến cái quạt để bàn của mình trở thành một cái dụng cụ là cái giá đỡ điện thoại để quay phim nha. Đó. Đây, cái khúc dưới là cái quạt, khúc trên nghĩa là biến quá thành cái khác rồi đó. Đây, biến quá hô biến chỗ này cũng đơn giản đó, ông xã mình làm đó. Đó, đây để xem cái để vô như nào nha. Ô, cái này nó hơi nó cái điện thoại của mình nó điện thoại của mình nó nhỏ hơn cái điện thoại của ông xã mình, cho nên là khi để lên là nó đó, bạn thấy không? Muốn quay đâu quay đó, muốn nghiêng xuống cũng được đó, thấy không? Đó, rồi dựng nó lên như này đó, mình chỉ cần mình để như thế này và mình quay thôi đó. Mình muốn đi qua bên này bên kia gì thì mình cứ việc cầm cái này là mình quay qua đó, cũng tiện lợi quá ha. Đó, ông xã mình thấy cũng được quá ha, cũng lâu lâu cũng giúp vợ được chút xíu nè. Đó, lấy cái quạt hư thay vì mình đem bỏ thì bây giờ mình tiết kiệm là mình hô biến nó thành một cái khác vẫn xài được ha. Trời ơi, cái kiểu này mà mấy người mua dây chai lông vịt á, thấy làm cái này chắc mấy bả khóc chết luôn quá. Vậy rồi sao bán được cho mấy bả đó. Đó, cái này nếu mà để nó ngược lại phía trước nó còn hay nữa ha. Đó, cái này mà để cái điện thoại nó quay về phía trước á là mình có thể giả bộ thành nhấn nút luôn nè, nhấn nút để điều khiển luôn. Ồ, đây đó, nếu mà mình nằm mình coi thì mình để cho điện thoại nó nằm như thế này đó, đó đó. Còn nếu như mà mình ngồi để cho nó dựng đứng lên đó, vậy thôi. Đó, các bạn thấy không? Đó, ai mà có ý tưởng gì khác thì cũng dựa vào đây để làm ha. Mình đừng có bỏ uổng phí đó. Không biết mai mốt là ông xã mình sẽ hô biến cái gì khác nữa đây. Đó, bạn cầm chỉ bằng một cái dây kẽm như thế này thôi ha. Đó, rồi clip đến đây là hết ha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi nè, chúc các bạn sức khỏe nha.